Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả vô minh cũng xả sự tu này, là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não, cũng xả sự tu này, là tu bát nhã ba la mật đa phật dạy này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu nghĩ có vô minh có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa nếu nghĩ có hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa vì sao này thiện hiện vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa vì vậy này thiện hiện nếu đại bồ tát tu xả vô minh cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát tu xả a dụ ha niết dụ ha cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả quán bất tịnh cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa phật dạy này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu nghĩ có a dụ ha niết dụ ha có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa nếu nghĩ có quán bất tịnh có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa vì sao này thiện hiện vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa vì vậy này thiện hiện nếu đại bồ tát tu xả a dụ ha niết dụ ha cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả quán bất tịnh cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát tu xả sơ thiền cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả đệ nhị đệ tam đệ tứ thiền cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa phật dạy này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu nghĩ có sơ thiền có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa nếu nghĩ có đệ nhị đệ tam đệ tứ thiền có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa vì sao này thiện hiện vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa vì vậy này thiện hiện nếu đại bồ tát tu xả sơ thiền cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả đệ nhị đệ tam đệ tứ thiền cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát tu xả từ vô lượng cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả bi hỷ xả vô lượng cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa phật dạy này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu nghĩ có từ vô lượng có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa nếu nghĩ có bi hình xả vô lượng có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa vì sao này thiện hiện vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả từ vô lượng, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả bi hỷ xả vô lượng, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa.